Chào anh em, em giới thiệu anh em về được hai con máy lọc không khí của hãng Daikin. Máy như mới luôn nha. Đấy. Rồi. Đen này. MCK55TI W 58W đã chuyển điện 220 nhé. Máy sản xuất 2017. Dòng này này lọc không khí, bù ẩm, khử mùi. Con này là ACK55UW cũng 27. 27. Lọc không khí khử mùi, tạo ẩm. Này cửa trên. Đây cửa dưới. Bên này. Mới luôn. Đây bình chứa nước để tạo ẩm này. Đấy. Anh em nào tạo ẩm thì cho vào. Nó về như mới luôn. Nên lọc than này. Hai con về máy như mới. Rất đơn giản, anh em muốn tạo ẩm thì cho nước vào đây. Máy đã chuyển điện 220. Về việc cắm điện trực tiếp à. Đấy, đấy đang có mùi này, báo này. Máy này sử dụng được phòng 40 mét vuông nhé. Phòng 3 đến 40 mét vuông, anh em dùng thoải mái. Có rất nhiều chế độ tạo ẩm, khử mùi. Mới luôn. Nhật người ta ít dùng đấy.